Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngộ quý khán giả của nét Việt TV chào mừng đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Và như vậy, dự luật số 1 của tiểu bang Cali đã được cử tri thông qua, nhưng thông qua với một đa số mong manh. Đây là một trong những dự luật gây tranh cãi nhiều nhất và với việc yes và no, thắng và thua nó bám đuổi nhau sát nút. Dự luật này nói cái gì mà khiến cho cử tri Cali họ quan tâm tới như vậy? Cho Thanh Tùng biết Thanh Tùng biết chứ Đem những tin như thế này mà trình bày trên TV hay trên Youtube Không bao nhiêu người Việt của mình khe Thật ra là như vậy Nhưng quý vị ơi Quý vị ơi Dự luật này là dự luật mà nó sẽ ảnh hưởng tới đời sống của mình Ở bên Mỹ và đặc biệt là ở Cali Đặc biệt là San Jose Bởi vì nó dính dáng tới cộng đồng có người vô gia cư Quý vị cứ than phiền là người vô gia cư, họ quẩy phá cơ sở thương mại của tôi, họ cắm liều ngay gần nhà tôi, họ phóng uế ở gần nhà tôi, họ quẩy phá quá, đúng không? Nhưng rồi mình chỉ có than phiền, rồi mình không theo dõi liệu chính quyền địa phương, chính quyền quận hạt, chính quyền cơ bản giải quyết cái vấn đề vô gia cư này ra sao, chừng nào mới chấm dứt cái nặng vô gia cư đây. Đấy, nhưng nói tới đó thì rất nhiều người Việt quay mặt đi, không care. Để dành thời gian đó tôi lên Youtube, tôi coi game show. Nhưng quý vị ơi, Thanh Tùng xin quý vị ít phút thôi. Ít phút để theo dõi bản tin này, nó dính dáng tới đời sống của mình ở đây. Con em của mình, mỗi sáng đi bộ tới trường, rất nhiều em đã phải đi ngang qua nơi cấm lều của những người vô gia cư. Tụi nó đã quản sợ ra sao, nhiều phụ huynh đã mệt mỏi ra sao. Quý vị ơi, bản tin này là bản tin Thanh Tùng xin quý vị ít phút để theo dõi. Nha quý vị, em xin quý vị ít phút thôi, rất quan trọng. Dự luật số 1 nói cái gì? Tuy nhiên trước hết sẽ được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Bạn đang khổ sở vì tiểu đường, cao mỡ, cao máu, mệt mỏi kinh niên, đau bao tử hay các vấn đề về sức khỏe khác? hay chỉ là muốn kiện thân khỏe mạnh hơn thì sản phẩm hạt mầm gạo lứt Bio NR2 này là dành cho bạn xin gọi 1800 338 4121 để biết thêm chi tiết và sản phẩm cũng hiện đang có bán tại tiệm Vạn Hòa Lâm trong khu Vietnam Town bên ngoài Grand Century Mall. Vạn Hòa Lâm là nơi đáng tin cậy khi quý vị muốn tìm kiếm những sản phẩm dược thảo uy tín chất lượng. Vạn Hòa Lâm trong khu Vietnam Town 979 Road Unit 7087 Điện thoại 408 294 2354 Nhà hàng 360 đang nổi tiếng với dịch quay, heo quay, gà quay. Nhà hàng 360 đang được yêu thích với các món mì, cơm dĩa, cơm gia đình gồm canh chua, cá kho, thịt kho, heo sữa quay cho tiệc gia đình, tôm hùm sauce đặc biệt và party tray các loại như mì xào, cơm chiên, gỏi thái, gỏi chân gà rút xương, gỏi hải sản và các món chay. Nhà hàng 360 trong khu Việt Nam Thao trên đường Story Road San Jose 669-230-6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tòa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này, mua hai sản phẩm mềm sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng 408 528 9297. An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496. Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương, công ty Ly gửi quà, Ly gửi tiền lệ và Ly Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh: chi nhánh 1648 Tholi Road 408 270, chi nhánh 1912 Ebon Road 408 528 6789, chi nhánh 769 East Capitol Avenue Milpitas 408 586 9999. Thưa quý vị, dự luật số 1 với tổng cộng trị giá 6 tỷ 400 triệu Mỹ Kim cho nghe số tiền rất là lớn là dự luật mà thống đốc tiểu bang Cali Gavin Newsom đưa ra trên lá phiếu để cử tri tiểu bang Cali đi bầu xem có ủng hộ hay không có nên thông qua hay không trong kỳ bầu cử sơ bộ diễn ra vào hôm 5 tháng 3 vừa qua và tính cho đến ngày hôm nay sau khi kết thúc việc kiểm phiếu Kết, phú, kết thúc việc nhận phiếu thì kết quả sơ khởi cho thấy dự luật này đã thắng mà thắng trong đường tơ kẻ tóc thưa quý vị. Ok, dự luật số 1 là dự luật mà thống đốc tiểu bang Cali Gavin Newsom đề nghị là sẽ bán công trái phiếu của tiểu bang cho tất cả mọi người với mục đích thu về số tiền dự trù khoảng gần 6 tỷ 400 triệu Mỹ Kim. Tiền này để làm cái gì? Tiền này là để nhằm hai mục đích chính. Thứ nhất là tạo ra chương trình chăm sóc và điều trị cho những người vô gia cư có vấn đề về tâm trí. Hoặc nói một cách dễ hiểu hơn là những người bị tâm thần. Hãy nói một cách nôm na là những người vô gia cư bị điên, bị, bị khùng, bị tóc tóc, bị mát mát. Chương trình được chia làm hai phần. Phần 1 lấy 6 tỷ 400 triệu Mỹ Kim đó chia ra để chăm sóc và điều trị cho những người vô gia cư có vấn đề về mental, về tâm thần, về tâm trí. Một phần khác lấy cái tiền đó để xây thêm nhiều giường bệnh trong các bệnh viện chuyên điều trị về bệnh tâm trí mental. Cũng dùng tiền đó xây thêm nơi ở tức là các shelter hay là nhà ở với giá phải chăng dành cho những người vô gia cư mắc bệnh tâm thần. Đó, mục đích của dự luật số 1 là như vậy. Hỏi ý kiến cử tri là chúng ta có nên thông qua dự luật này hay không? Thì thưa quý vị, tính cho đến ngày hôm qua là ngày... Không, tính cho đến ngày thứ ba và ngày thứ tư vừa qua đó, thì kết quả sơ khởi việc kiểm phiếu tại tiểu bang Cali cho thấy dự luật này đã thắng trong đường tơ kẻ tóc. Thắng bao nhiêu phần trăm có gì? Thắng 50.2%. Còn bên chống đối dự luật là 49.8%. Giờ Thanh Tùng nhắc lại nha. Cử tri mà ủng hộ dự luật số 1 Thanh Tùng dự kể đó là 50.2%. Tỷ lệ cử tri phản đối dự luật này là 49.8%. Suất soát nhau đúng không quý vị? Ủng hộ cho dự luật là 3 triệu 357.067 phiếu, chiếm 50.2%. Trong khi tỷ lệ cử tri phản đối dự luật là 3.333.525 phiếu, chiếm 49.8%, tức là bên ủng hộ với bên chống đối chỉ cách biệt nhau khoảng 23.542 phiếu mà thôi. Như vậy, tại sao tại sao mà sự cách biệt với nó chút xíu vậy thôi mà hai bên là bên chống bên bên mà nó nó dằn co với nhau dữ vậy quý gì Đây, bây giờ Thanh Tùng đi thêm vào chi tiết để kể cho bà con có mình nghe dự luật số 1 sẽ dùng tiền như thế nào nghe quý vị. Đây, Điều đầu tiên nha là từ 6 tỷ 400 triệu Mỹ Kim tiền bán công trái phiếu thì sẽ dành 4 tỷ tư để tạo ra khoảng 10.000 giường bệnh, điều trị và chăm sóc cho những bệnh nhân tâm thần là cộng đồng người vô gia cư. Dành ra 2 tỷ để thực hiện chi tiền cho những dự án xây nhà ở dành cho cộng đồng vô gia cư. Một nửa trong tổng số các căn nhà mới uh, sẽ được dùng riêng cho những người vô gia cư bị bệnh tâm thần mà trước đây họ là cựu chiến binh của Hoa Kỳ. Rồi, bây giờ thì cho Thanh Tùng được mở ngoặt đơn nói thêm. Trước đây á, là tiểu bang Cali đã thông qua một cái luật. Luật này á, bắt buộc các quận hạt phải chi tiền cho các chương trình chăm sóc sức khỏe tâm trí của người vô gia cư bằng cách là sao có gì đánh thuế 1% trên tiền thu nhập của những người nào dân Cali mà có thu nhập từ 1 triệu đồng trở lên, đánh thuế 1% trên đó lấy tiền để chăm sóc cho những người bị bệnh tâm thần vô gia cư ở tiểu bang Cali. Bây giờ thì luật này nó còn gắt gao hơn cho nó bắt mỗi quận hạt phải lấy 30% trong ngân sách đem về của quận hạt để bỏ vào chương trình chăm sóc sức khỏe của người vô gia cư. Rồi, thưa quý vị, Ai mới nghe thì quý vị nói, ô chứ vậy thì tốt quá. Dự luật mà bán công trái phiếu, chứ không có tăng thuế của người dân nha. Chỉ bán công trái phiếu rồi lấy tiền chăm sóc cho người vô gia cư. Những người bị bệnh tâm thần thì nó giảm đi cái tình trạng của những người mà vô gia cư bị bệnh tâm thần lang thang trên đường phố giống như chúng ta nhìn thấy ở hầu hết các thành phố lớn trên toàn quốc cũng đặc biệt là tại tiểu bang Cali mà nhất là trên đường phố của San Francisco, trên đường phố của San Jose rất nhiều người vô gia cư bị bệnh tâm thần họ đi lang thang họ làm đủ thứ chuyện mà đặc biệt có gì cái loại ma túy cái loại mà fentano gần đây nè mà đang được bán ra đang được phổ biến trên thị trường á nó sẽ biến những người mà mà chơi ma túy đó đó biến thành những cái thay ma bước đi trên đường phố gọi là zombie cái loại ma túy đó nó 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 khủng khiếp nó khiến cho những người mà chơi ma túy rồi á họ ngồi họ đứng họ chỏng mông ở những tư thế lạ lùng mà nằm yên như vậy Chứ nó giống như là những thay ma đúng nghĩa những xác người biết đi đúng nghĩa trên đường phố nó khủng khiếp như vậy và nó biến con người ta trở thành bệnh tâm thần dần dần bệnh càng ngày càng nặng thì dự luật số 1 này là mục đích là để giúp cho những người vô vô gia cư bị như vậy thế nhưng bây giờ câu hỏi đặt ra là nếu như thực tế là như vậy thì tại sao người ta lại chống? Lý do gì người ta chống? Cho nên đi sâu vào cái câu hỏi rằng là liệu chúng ta có nên áp dụng cái dự luật mà San Francisco vừa thông qua là buộc tất cả những người vô gia cư phải xét nghiệm ma túy để họ tiếp tục được nhận trợ cấp tiền mặt của chính phủ hay không? Mời quý vị đón xem trong phần 2 của chương trình. Thanh Tùng kính chào tất ngộ quý khán giả của NetViet TV Chào mừng đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng à, Thanh Tùng đang trình bày với quý vị về cách để giải quyết tình trạng vô gia cư Và nhất là những người vô gia cư bị bệnh tâm thần trên đường phố từ tiểu bang Cali Và câu chuyện tại San Jose Cách giải quyết này có được quý vị chấp nhận hay không? Đặc biệt đó là câu chuyện Liệu chúng ta có nên xét nghiệm ma túy đối với những người vô gia cư? để họ tiếp tục được nhận tiền mặt, tiền hỗ trợ của chính phủ hay không. Nhưng, nhưng trước hết sẽ được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. hùng hạp thuế công ty, thuế thương mại, thuế nhân viên, trung tâm thuế vụ hàng lê đã giờ về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose, bên cạnh GMV và đối diện Costco 408 5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya ở San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Nam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Craigmore Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ Năm, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối phiên thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Việt Town San Jose 408 293 5900. Rồi thưa quý vị, cho Thanh Tùng nhắc lại câu chuyện của dự luật số 1 cuối cùng đã được thông qua bên ủng hộ thì cho rằng là chúng ta cần phải có tiền như thế này là để chăm sóc cho những người vô gia cư bị bệnh tâm thần vừa chăm sóc vừa điều trị để làm giảm đi cái tình trạng khủng hoảng về đại dịch ma túy đang xảy ra với cộng đồng người vô gia cư trên đường phố bởi vì nếu không có dự luật số 1 tiền ở đâu ra để điều trị để chăm sóc và xây thêm nhà cho những người vô gia cư đó đó là phía bên ủng hộ họ nói như vậy bây giờ ở bên phía chống nào quý vị họ nói chúng tôi chống thứ nhất thứ nhất nha là bởi vì nếu mà mình bán công trái phiếu á, thì mình phải trả tiền lời cho người mua chứ vậy cái tiền lời đó đó tiền lời đó là bao nhiêu để thanh tùng có tìm hiểu 360 triệu mỹ kim mỗi năm tiền lời tiểu bang cali phải trả cho những người mua công trái phiếu 360 triệu mỹ kim mỗi năm trong vòng 30 năm mà cali bây giờ đang ngập ở trong tình trạng thâm hụt ngân sách tiền ở đâu ra trả thêm cho cái khoản tiền lời như thế này giữa lúc tình hình kinh tế khó khăn. Điều thứ nhì, khi dự luật được thông qua thì những trung tâm y tế các bệnh viện tâm thần vốn dĩ trước đây nhận tài trợ từ chính phủ của tiểu bang Cali bây giờ sẽ bị cắt ngân sách. Lấy cái ngân sách đó chuyển sang chương trình có dự luật số 1, dự luật thông qua. Còn những trung tâm mà chăm sóc sức khỏe tâm trí cho người vô gia cư á, bị cắt ngân sách rồi, Họ nó bây giờ tiền ở đâu chúng tôi hoạt động, thì tiểu bang Cali trả lời là tự đi kiếm nguồn tiền đi, tự đi kiếm nguồn tiền tài trợ đi. Thế quý quý vị sẽ thấy rằng là là tự nhiên mất đi cái nguồn tài trợ cho những trung tâm đang hoạt động hiện nay, đang giúp cho người vô gia cư hiện nay. Đó là hai lý do. Rồi, lý do thứ ba, lý do thứ ba mà nhiều người họ nói giải quyết cái chuyện xây nhà và chữa bệnh tâm thần cho những người vô gia cư có giải quyết được rốt ráo câu chuyện vô gia cư hay không? đa số đó nghĩ đơn giản tới cái mức là chỉ cần xây nhà cho người vô gia cư ở là giải quyết chuyện của họ, là giải quyết vấn đề vô gia cư. Dạ thưa, đây là cái câu chuyện, dạ đây, đây đây là câu chuyện mà cá nhân thanh tùng chứng kiến nè. Những người vô gia cư á quý vị, họ sống lang thang trên đường phố. Bây giờ chính quyền địa phương đưa họ vào trong các trại gọi là shelters để họ ở trong đó ấm hơn, có nước để tắm, có sữa để uống, có thuốc để chăm sóc sức khỏe, có nhân viên sở xã hội chăm sóc. Có tất cả mọi thứ có chăn, có màn, họ không chịu. Là bởi vì vô trong đó ở đó thì phải đi về đúng theo luật định của Sauters. Họ nói họ mất tự do. Họ nói rằng là mất nhân phẩm của họ. Giàu ở trong Sauters là mất nhân phẩm. Đi ra ngoài đường sống như vậy đó thì mới là đúng nhân phẩm của họ. Họ từ chối vào Sauters. Chứ đâu phải là mình không chăm sóc cho họ. Thành phố có shelter cho họ để họ vào họ ở. Họ nói là vô trong đó mất nhân phẩm của họ. Những người đấu tranh cho quyền của vô gia cư á quý vị. Họ nói là không. Không có được đưa người vô gia cư vào trong các shelter mất nhân phẩm. Trời ơi! Ai buộc họ phải làm người vô gia cư? Mà bây giờ xã hội phải gánh cái trách nhiệm để bảo vệ nhân phẩm cho họ Quý ông biết với, thành, với thành không? Bây giờ đổ thừa tại tiền nhà cao quá, giá nhà cao quá ở Cali khiến nhiều người trở thành vô gia cư. Vậy chứ em hỏi có gì nè. Riêng với cộng đồng Việt Nam của chúng ta những ngày đầu tiên qua Mỹ. Qua Mỹ bằng hai bàn tay trắng. Không có tiền. Không có tiếng Anh. Không có chuyên môn. Không có kỹ năng. Không có kinh nghiệm gì hết. Và chúng ta phải tự lực cánh sinh đi lên bằng đôi chân của mình cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta từ bao thế hệ khi đến đây lập nghiệp vượt qua gian khổ sống bằng mồ hôi bằng nước mắt và cả máu của mình và đại đa số mọi người đều thành công sống vững vàng ở đây tạo cơ ngơi nhà cửa đầu tư và giúp được cho người thân không lẽ nói vậy rồi cộng đồng việt nam mình đi ra ngoài đường làm vô gia cư hết hay sao không người việt nam bình bằng ý chí bằng sự chăm chỉ và chúng ta đã thành công dù qua đây bằng hai bàn tay trắng thế thì lý do gì họ sống ở đây họ nói tiếng anh giỏi hơn mình nhiều mà họ trở thành vô gia cư rồi họ đổ thừa tại vì giá nhà cao nếu nói về giá nhà cao thì không lẽ cứ giá nhà cao mọi người bỏ nhà đi ra ngoài đường ở hết hay sao vấn đề là ở chỗ của họ họ nghiện ngập ma túy rượu chè án hình sự nó đeo bám họ họ không thể tìm công ăn việc làm được thì không có tiền trả tiền nhà đó không phải là lỗi của xã hội. Rồi bây giờ họ ra ngoài họ ở thành vô gia cư của gì, thủ vô gia cư. Họ vẫn nghiện ngập, nè, nghiện rượu, nghiện ma túy. Rồi họ vẫn là những người mà sống với cái tiền án của họ. Rồi bây giờ đưa vào trong sao tơ họ nó không, nó không xứng đáng nhân phẩm. Họ đòi cái gì của gì biết không? Họ đòi phải đưa họ vào ở trong những căn nhà house, những căn housing tức là nhà single đó của gì, những căn nhà nhiều phòng. Họ muốn ở trong đó và chính phủ trả tiền tài trợ cho họ thì nó mới xứng đáng với nhân phẩm. Và bây giờ rất nhiều người bảo là đó mới là giải pháp để giải quyết cho vụ vô gia cư. Giờ em hỏi ngược lại quý vị nè. Để được vào trong những căn housing như vậy thì chính phủ sẽ phải thứ nhất là nhiều tiền. Ở San Jose để xây một căn như vậy giá chót là 1 triệu đồng một căn. Và phải mất nhiều năm mới xây xong. Trong khi quý vị đưa được một người vô gia cư vào ở trong housing thì tự động San Jose nó loại ra thêm hai người vô gia cư mới. Nó vậy đó. Cứ một người có nhà ở thì hai người rơi vào cảnh vô gia cư. Rồi tiền ở đâu ra? Có gì cứ đi xây nhà một triệu đồng căn, triệu đồng căn, triệu đồng căn cho từng người một. Cứ một người có vị tìm được được một căn nhà thì hai người vô gia cư dọc cái đổ thừa tại xã hội. Việc có gì nghĩ làm sao? Bây giờ để đáp ứng yêu cầu nhân phẩm người vô gia cư có gì sao phải xây nhà liên tiếp cứ một căn một triệu một căn một triệu một căn một triệu vậy đó, không lẽ xây hoài rồi tiền ở đâu ra có gì? Cả địa phương San Jose quận hạt và cả tiểu bang California hiện bây giờ đều thâm thủng ngân sách hết kinh tế khó khăn, tiền ở đâu ra mà đòi phải sống đúng với nhân phẩm là housing. Rồi, bây giờ San Francisco vừa thông qua một cái dự luật gọi là dự luật F bắt buộc những người vô gia cư nào Muốn nhận tiền mặt trợ cấp của chính phủ phải đi xét nghiệm ma túy. Nếu xét nghiệm ma túy mà là dương tính, người đó sẽ được điều trị, được huấn luyện, hết bệnh rồi nhận tiền tiếp. Ai từ chối vào trong cái chương trình mà cai nghiện sẽ bị mất quyền lợi về tiền mặt hỗ trợ. Và dự luật đã được cử tri của San Francisco thông qua, tỷ lệ 58%. Bây giờ San Jose, San Jose, ông thị trưởng San Jose nghĩ rằng là tôi ủng hộ cái dự luật như vậy. Tại bởi vì mỗi người khi nhận tiền trợ cấp của chính phủ đó, chính phủ cái tiền trợ cấp nó rất là khan hiếm. Rất khan hiếm. Quý vị muốn nhận được quý vị phải có trách nhiệm cá nhân của mình chứ. Đúng không quý vị? Thì rất nhiều các viên chức ở San Jose lẫn quận hạt Santa Clara mà đặc biệt là bà giám sát viên bà này tên là Susan Ellenberg là người đứng đầu có hội đồng giám sát viên quận hạt Santa Clara phản đối. Tức là đại đa số viên chức của quận hạt Santa Clara và San Jose phản đối. Họ nói rằng là những người mà vô gia cư họ chỉ được cái nguồn giúp đỡ tối thiểu là tiền mặt như vậy. Bây giờ chỉ vì họ từ chối đi cai nghiện ma túy mà mình cắt cái tiền hỗ trợ đó có phải là mình làm cho họ khổ thêm hay không? Mình làm cho cuộc sống của họ nó bi đát hơn hay không? đó có phải là vô nhân đạo hay không cho nên đa số nha quý vị quận hạt santa clara và san jose không không đồng ý với dự luật đó vậy em hỏi ý kiến quý vị nè nếu vô gia cư nghiện ngập rồi lấy cái tiền mấy trăm đồng mỗi tháng mà chính phủ chu cấp tiếp tục đi mua ma túy để phê tiếp tục đi mua rượu để nhậu và những người đóng thuế như chúng ta nè đóng thuế cho họ để cái tiền đó tiếp tục nuôi họ phê ma túy trên đường phố, quậy phá trên đường phố. Quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao? Có nên buộc họ phải xét nghiệm ma túy và điều trị cho họ để trước khi họ được nhận tiền trợ cấp trở lại hay không? Thanh Tùng rất mong được nghe ý kiến của quý vị. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị cho Hot News sẽ Thanh Tùng ngày hôm nay. Và hẹn gặp quý vị tiết mục này vào ngày mai.